Xin chào các em Cô rất vui được gặp các em trong tiết học ngày hôm nay Ở tiết trước, cô cùng các em đã học tiết 43 Phương trình tư tưởng về dạng AX cộng B bằng 0 Trước khi học bài mới, cô và các em ôn lại kiến thức của tiết trước nhé Để giải phương trình tư tưởng về dạng AX cộng B bằng 0 Chúng ta cần thực hiện các bước nào nhỉ? Bước 1 thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc, hoặc quy đồng mẫu để khử mẫu. Bước 2. Chuyển các hàng tử chữ ẩn sang một vế, các hàng số sang vế kia. Bước 3. Thu gọn và giải phương trình vừa nhận được. Trong quá trình giải phương trình, các em cần lưu ý. A. Khi giải một phương trình, người ta thường tìm cách biến đổi để đưa phương trình đó về dạng đã biết cách giải. B. Quá trình giải có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0 Khi đó phương trình có thể vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm Đây chính là nội dung chúng ta đã học ở tiết 43 Phương trình tư được về dạng AX cộng B bằng 0 Để củng cố và khắc sâu hơn những kiến thức này Cô cùng các em sẽ vô tiết học ngày hôm nay Tiết 44 luyện tập Mời các em làm cho cô bài tập số 1 Đây là nội dung bài tập 17 trong sách giáo khoa trang 14 Giải các phương trình A. 7 cộng 2x bằng 22 chữ 3x B. 8x chữ 3 bằng 5x cộng 12 E. 7 chữ mở ngoặc 2x cộng 4 đóng ngoặc bằng chữ mở ngoặc x cộng 4 đóng ngoặc F. Mở ngoặc x chữ 1 đóng ngoặc chữ mở ngoặc 2x chữ 1 đóng ngoặc bằng 9 chữ x Cô mời các em làm bài Bây giờ cô và các em sẽ cùng đi sửa từng câu 1. Câu A, 7 cộng 2x bằng 22 trừ 3x. Như vậy ở bài này để làm trước khi ta thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển các hạng tử chữ ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia. Sau đó các em thu gọn và giải phương trình. Tương tự như câu A, các em sẽ nhanh chóng làm được câu B. 8x 3 bằng 5x cộng 12. Bài giải được trình bày như sau. Cô mời các em qua câu tiếp theo, đó là câu E. 7 trừ mở ngoặc 2x cộng 4 đóng ngoặc bằng trừ mở ngoặc x cộng 4 đóng ngoặc. Như vậy, ở bài này, để giải phương trình, chúng ta cần thực hiện điều gì? Trước tiên, kem sẽ thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc. Và trong quá trình bỏ dấu ngoặc, kem cần lưu ý. Nếu đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ, thì khi thực hiện bỏ dấu ngoặc, ta phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc. Còn nếu đằng trước dấu ngoặc là dấu cộng thì khi thực hiện bỏ dấu ngoặc ta giữ nguyên dấu các số hạng trong ngoặc. Các em theo dõi. Tương tự như câu e thì các em sẽ dễ dàng làm được câu f. mở ngoặc x 1 đóng ngoặc trừ mở ngoặc 2x 1 đóng ngoặc bằng 9 chữ x. Thì trong quá trình giải câu F các em thấy là hệ số của ẩn bằng bằng 0. Và em kết luận phương trình này vô vô nghiệm cho cô. Thì vừa rồi cô và các em đã vừa hoàn thành bài tập số 1 là nội dung bài tập 17 trong sách giáo khoa trang 14. em về nhà hoàn thành nốt những bài tập còn lại của bài tập 17 cho cô. Tiếp theo, cô mời các em qua bài tập số 2. Đây chính là nội dung bài tập 18 trong sách giáo khoa trang 14, giải các phương trình. Câu A, x phần 3 bằng 2x cộng 1 phần 2 bằng x phần 6 chữ x. Câu B, 2 cộng x phần 5 trừ 0,5x bằng 1 chữ 2x phần 4 cộng 0,25 các em có nhận xét gì về các phương trình này như vậy ta thấy đây là các phương trình không chứa ẩn ở mẫu để thực hiện giải phương trình này trước tiên ta phải làm gì như vậy để giải phương trình này trước tiên ta phải thực hiện quy đồng hai vế của phương trình sau đó khử mẫu mời các em thực hiện từng câu câu a x phần 3 trừ 2x cộng 1 phần 2 bằng x phần 6 trừ x. Đầu tiên chúng ta sẽ đi quy đồng hai vế của phương trình. Tiếp theo, các em khử mẫu ở cả hai vế. Sau đó các em thực hiện phép tính thu gọn và giải phương trình nhất được. Mời các em ghi bài vào vở. tương tự như câu A thì các em sẽ dễ dàng làm được câu B. x cộng 2 cộng x phần 5 trừ 0,5 x bằng 1 2 x phần 4 cộng 0,25. Như vậy là cô và các em đã hoàn thành bài tập số 2 là nội dung bài tập 18 trong sách giáo khoa trang 14. Tiếp theo cô mời các em qua bài tập số 3. Một học sinh giải phương trình 2 phần 3 mở ngoặc x trừ 1 phần 2 đóng ngoặc trừ 5 phần 6 bằng x như sau. 2 phần 3 mở ngoặc x trừ 1 phần 2 đóng ngoặc trừ 5 phần 6 bằng x tương đương 4 phần 6 mở ngoặc 6x phần 6 trừ 3 phần 6 đóng ngoặc trừ 5 phần 6 bằng 6x phần 6. Tương đương 4 mở ngoặc 6x trừ 3 đóng ngoặc trừ 5 bằng 6x. Tương đương 24x trừ 12 trừ 5 bằng 6x. Tương đương 24x trừ 6x bằng 17. Tương đương 18x bằng 17. Tương đương x bằng 17 phần 18. Phương trình có tập nghiệm F bằng 17 phần 18. Vậy theo em, bạn ấy giải như vậy đúng hay sai nếu sai thì sai từ bước nào và em sẽ giải phương trình đó như thế nào rồi mời các em làm bài cô và các em sẽ đi giải bài tập số 3 như vậy ở bài này bạn đã làm sai và các em quan sát bạn sai từ bước đầu tiên đó là bước quy đồng như vậy để sửa bài này chúng ta sẽ làm như thế nào Mời các em coi bài trình bày của cô. Đầu tiên, cô sẽ đi thực hiện phép tính bỏ dấu ngoặc. Tiếp theo, cô sẽ quy đồng hai vế của phương trình. Sau đó, cô thực hiện phép tính thu gọn và giải phương trình nhận được. Mời các em sửa nội dung bài tập số 3 vào vở. Tiếp theo, cô mời các em qua bài tập thứ tư. Đây chính là nội dung bài tập 15 trong sách giáo khoa trang 13. Mời các em theo dõi đề bài. Một xe máy khởi hành từ Đà Nẵng đi Huế với vận tốc trung bình 32 km h Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng khởi hành từ Đà Nẵng đi Huế cũng đường với xe máy và với vận tốc 48 km h A. hãy viết biểu thức biểu thị quãng đường ô tô đi được sau x giờ. B. Viết biểu thức biểu thị quãng đường xe máy đi đến lúc gặp ô tô. C. Viết phương trình biểu thị mối liên hệ giữa quãng đường ô tô đi được và quãng đường xe máy đi được. Như vậy ở bài này, các em theo dõi cô hướng dẫn như sau. Ta có x giờ là thời gian ô tô đi đến lúc gặp xe máy. Và đây là dạng bài toán chuyển động. Vì vậy, bài toán này sẽ có 3 đại lượng. Đó là vận tốc, quãng đường và thời gian, cô sẽ biểu diễn ba đại lượng vận tốc, quãng đường và thời gian của ô tô và xe máy bằng cái bảng sau. Ta biết theo đề bài, vận tốc của ô tô là 48 km/h. Vận tốc của xe máy là 32 km/h. Thời gian ô tô đi đến lúc gặp xe máy là x giờ và thời gian xe máy đi được sẽ là x cộng 1 vì xe máy khởi hành trước ô tô 1 giờ. Như vậy dựa vào hai đại lượng vận tốc và thời gian, chúng ta sẽ tìm được quãng đường của ô tô đi được là 48 x. Còn quãng đường của xe máy đi được là 32 nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc. Rồi dựa vào bảng tóm tắt đề bài Các em sẽ viết bài giải cho cô Mời các em quan sát Ta có x giờ là thời gian ô tô đi đến lúc gặp xe máy Như vậy quãng đường ô tô đi được là 48 nhân x, x km Thời gian xe máy đi là x cộng 1 giờ Quãng đường xe máy đã đi cho đến lúc gặp ô tô là 32 nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc km Và vì quãng đường đi từ Đà Nẵng đến chỗ gặp nhau của hai xe là như nhau Nên ta có phương trình sau 48x bằng 32 nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc Mời các em viết bài vào vở. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập số 5. Và đây là nội dung bài tập 19 trong sách giáo khoa trang 14. Viết phương trình ẩn x rồi tính x trong hình dưới đây. Cho biết S là diện tích hình. Thì ở hình này, chúng ta thấy đây là một hình chữ nhật có diện tích là 144m2. Chiều rộng là 9m, còn chiều dài sẽ bằng tổng của ba đoạn x cộng x và cộng 2m. Như vậy, ta biết được rằng diện tích của hình chữ nhật có công thức là gì nhỉ? À, diện tích hình chữ nhật là bằng chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy ở đây ta sẽ có phương trình Các em theo dõi. Mở ngoặc 2x cộng 2 đóng ngoặc nhân 9 bằng 144. Và từ đây ta sẽ dễ dàng giải được phương trình này để tìm x. Sau khi giải phương trình thì ta tìm được x là bằng 7, như vậy x là bằng 7 m. Tương tự như vậy, em sẽ làm tiếp theo các câu còn lại ở bài tập 19 trong sách giáo khoa trang 14. Như vậy là vừa rồi cô và các em đã nhắc lại kiến thức cũng như củng cố các bài tập. Về nhà các em làm bài tập các còn lại trong sách giáo khoa, bài tập 16, 17 CD, 19 BC sách giáo khoa và 29, 30 sách bài tập. Các em ôn cho cô phân tích đa thức thành nhân tử xem trước bài phương trình tích. Ở đây, cô sẽ hướng dẫn các em bài tập 20 trong sách giáo khoa trang 14 các em có thể đọc đề trong sách Đố, Trung bảo nghĩa Hãy nghĩ ở trong đầu một số tự nhiên tùy ý Sau đó nghĩa thêm 5 vào số ấy Nhân tổng nhận được với 2 Được bao nhiêu thì đem trừ đi 10 Tiếp tục nhân hiệu tìm được với 3 Rồi cộng thêm 66 Cuối cùng chia kết quả cho 6 Trung chỉ cần biết kết quả cuối cùng là đoán được ngay số nghĩa đã nghĩ là số nào. Nghĩa thử mấy lần chung đều đoán đúng, nghĩa phục tài chung lắm, đố các em tìm ra bí quyết của chung. Và đây là cách tìm ra bí quyết của chung, các em theo dõi. Như vậy, gọi số mà nghĩa nghĩ trong đầu là x. Số đó cộng với 5, x cộng 5 nhân tổng nhận được với 2. Như vậy là x cộng 5 nhân 2. Được bao nhiêu thì trừ đi 10, ta lấy mở ngoặc x cộng 5 đóng ngoặc nhân 2 trừ 10 nhân hiệu đó với 3 rồi cộng thêm với 66 x cộng 5 nhân 2 trừ 10 đóng ngoặc nhân 3 cộng 16 6 chia kết quả cho 6 và kèm theo dõi như vậy, rút gọn biểu thức ta sẽ tìm ra được bí quyết của chung và đã tìm để giải đáp câu đố của Nghĩa Vậy là nội dung bài học đến đây là kết thúc Cô chúc các em học tốt và giữ gìn sức khỏe xin chào các em và hẹn gặp em trong các tiết học tiếp theo